một con người hay con vật chết đi thì chúng ta nên chôn hay thiêu cái nào là tốt nhất hay làm cách nào cũng được không có phân biệt đức Phật có từng thuyết giảng về vấn đề này không Quý vị biết là trong trường hợp để tế độ những cái vị tỳ kheo mà nặng về ái dục đó, và cũng nhân cơ hội đó tế độ rất là nhiều những cái người cư sĩ có một người kỹ nữ rất là đẹp nha, hứa sọc rất là đẹp. khi mà cô xanh tiền á, người ta muốn ngủ với cổ đó là phải bỏ một ngàn đồng tiền vàng. cổ đẹp lắm, đẹp lắm. và đức thế tôn đã yêu cầu nhà vua đó là khi mà cổ chết, khi cổ chết yêu cầu nhà vua là đem cái xác cổ đem ra giữa đường, đem ra giữa đường phơi nắng mà. rồi rồi uh, rau rau kêu gọi ai mà bỏ ra một ngàn đồng tiền vàng là gơ ôm cô này về ôm cái xác này về đương nhiên là tới hồi mà chết rồi thì đâu có ai muốn anh bắt đầu giảm giá giảm từ 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 như vậy đó giảm tới hồi cuối cùng là cho không không có một đồng xu các bạn là hết ai thích cứ đem cái xác này về với điều kiện đem về nha đem về uh, thì không ai nhận hết cái xác để mấy ngày như vậy, vậy. bắt đầu nó trương sình thì lúc bây giờ đó đức thế tôn mới dẫn đoàn tỳ kheo đi qua trong đó có vị tỳ kheo ái nhiễm với cái cái cô kỹ nữ này thì khi mà thấy như vậy đó cái vị tỳ kheo này mới rung động rúng động là không ngờ cái, cái 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 hình tướng mà mình đã từng mê luyến tới hồi nó chết nó kinh khủng như thế này và đức thế tôn từ đó mới thuyết lên cái bài kệ pháp cứu cái thân này đó là như là cái trái bầu khô vậy đó đến khi nhân duyên đến rồi thì nó sẽ phải tiêu hoại không có cái gì để mà mình phải mê luyến nó hết quý vị thấy đó quý vị thấy cái cách thế tôn đối xử một cái xác thời nay mà đối xử kiểu đó chắc người ta tăng tăng báo chết luôn ha? Ha? Nhưng, xin nói như vậy để quý vị thấy cái gì cái xác quăng ở đó đó quăng bừa đó mấy ngày cho nó sình thối đó, quăng giữa đường cũng không sao chứ nói chi đến cái chuyện là thiêu hay chôn chỉ cần là mình uh, xử lý ha, xử lý cái xác đó làm sao không có ô nhiễm môi trường là được rồi ừ. mà thời nay cái cách không có ô nhiễm môi trường là đem thiêu Đường thiêu thì nó bớt ô nhiễm hơn ờ, cái cách khác. Đương nhiên là nếu như quý vị có sáng chế là cái cách nào khác thì tùy ha. Bởi vì chúng sanh chết rồi đi tái sanh ngay lập tức. Mình có đối xử với cái xác đó như thế nào đi nữa cũng không có dính dáng gì đến người đã mất nha. Ờ, thành ra là không cần phải lo cái chuyện đó. Đấy, thành ra quý vị hỏi sư cái bài kinh nào mà Thế Tôn ờ, nhắc về cách đối xử với một cái xác chết thì ờ, sư vừa mới nói xong đó. Ừ. có quăng ra giữa đường như vậy để nó sình thối thì cũng không sao chứ nhưng mà đương nhiên người việt mình thì cái phong tục tập quán người việt không có ai làm gì hết cho nên là quý vị chôn hay thiêu thì tùy theo khả năng của gia đình à. à, chứ còn đừng có làm cái gì mà nó nó tốn kém là được rồi ừ.